Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị, mùa xuân là Tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Nối tiếp truyền thống tốt đẹp này, những ngày qua các địa phương trên khắp cả nước đã đồng loạt phát động phong trào Tết trồng cây. Và năm nay, các phong trào này có phần đặc biệt hơn bởi mỗi địa phương đều đặt ra những mục tiêu cụ thể, thực chất và quyết tâm cao góp phần vào mục tiêu chung 1 tỷ cây vì một Việt Nam xanh. Ngay trong những ngày đầu xuân, toàn tỉnh Ninh Bình phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây và 40 hectare rừng trong năm nay. 5 năm tới, Khánh Hòa đặt mục tiêu trồng mới 8 triệu cây xanh phân tán và 1.600 hectare rừng tập trung. Còn Phú Yên cũng quyết tâm triển khai đề án trồng mới 15 triệu cây xanh. Con số này ở Tuyên Quang là 70 triệu cây xanh. Không chỉ là lễ phát động chung chung, trên khắp giải đất hình chữ S, từng con số cây xanh cụ thể đã được các địa phương cam kết thực hiện. Đất nước ta có rừng vàng biển bạc. Đó là món quà thiên nhiên đã ban tặng và ưu đãi mà chúng ta có trách nhiệm bảo vệ phát triển. Phải coi đây là tài sản quý báu của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và Việt Nam là một trong những nước phát thải khí CO2 tăng nhanh. Bảo vệ môi trường sinh thái là trách nhiệm của mọi người dân, trong đó trồng và bảo vệ cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực để phát triển bền vững. Đi kèm với những con số mục tiêu, từng địa phương cũng đưa ra sáng kiến trồng cây gắn với trách nhiệm của từng ngành. Chẳng hạn tại Bình Định, với 300.000 đoàn viên thanh niên sẽ có khoảng 300.000 cây xanh được trồng. Hay Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, mỗi phụ nữ một cây xanh. Tại Hà Nội, mục tiêu thành phố xanh đã đi vào nghị quyết của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ này. Tiến tới, cây xanh thực sự trở thành cây cảnh, trở thành nét đẹp của kiến trúc cảnh quan đô thị để Hà Nội chúng ta trở thành thành phố bốn mùa hoa nở, luôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Phấn đấu năm 2021 trồng được trên 300.000 cây các loại và đến năm 2030 hoàn thành mỗi người dân Hà Nội trồng một cây xanh. 1 triệu cây, 5 triệu cây hay 10 triệu cây, những con số cụ thể đi kèm quyết tâm của từng địa phương sẽ nhân lên những mảng xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu vì một Việt Nam xanh với 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới. Để tạo thuận lợi cho việc xác định địa điểm trồng, theo dõi việc quản lý và chăm sóc cây xanh sau khi được trồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ cây Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ số 4.0 trên điện thoại thông minh. Một trong những cái mục tiêu mà cái việc xây dựng app này hướng tới là chúng ta phản ánh được cái phong trào chung của cộng đồng, cái vai trò của cộng đồng trong việc tham gia hoạt động trồng cây. Thứ hai nữa là chúng ta kiểm soát được cái chất lượng của việc của các cái phong trào trồng cây trên phạm vi cả nước. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ đảm bảo cái việc mà trồng cây theo đúng các cái quy hoạch về phân vùng sử dụng đất. Trồng thêm một cây xanh đồng nghĩa chúng ta đã gieo vào đó một mầm xanh hy vọng. Mỗi một cây xanh được ươm trong mùa xuân Tân Sửu sẽ phủ xanh đất trống, phục hồi hệ sinh thái của những vạt rừng trên mọi miền Tổ quốc để bừng lên màu xanh cho mỗi góc phố, con đường, từng công sở, sân trường hay mỗi ngôi nhà nhỏ và mang đến những mùa xuân xanh trường tồn cho đất nước. Có thể nói ngành du lịch là một trong các ngành nghề chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Doanh nghiệp du lịch lao đao trong suốt thời gian dài. Để tồn tại, hiện các doanh nghiệp đang phải nỗ lực xoay sở, tìm hướng đi mới. Mô hình nhà hàng, tàu du lịch trên sông Sài Gòn của doanh nghiệp này đã phải hoạt động cầm chừng trong một năm vừa qua, có thời điểm phải đóng cửa vì dịch bệnh. Qua nhiều lần xoay sở, doanh nghiệp đã phải chia nhỏ các đội tàu, tỏa đi nhiều địa bàn để tìm khách hàng. Chúng tôi chia cái đội tàu ra cho một số phương tiện đi về những cái vùng mà có thể phát triển được. Thì ví dụ như Tiền Giang, Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc là như trên Thủ Dầu Một. Chúng tôi đang có kế hoạch là sẽ phát triển, sẽ chia cái đội tàu mình chia nhỏ ra để tìm khách dễ hơn. Ở thời điểm này, việc tổ chức các tour cho du khách với quy mô lớn hoặc nhóm đông người là không thể và cũng rất khó khăn. Tâm lý e ngại dịch bệnh khiến người dân ngừng đi du lịch, hoặc đa số các gia đình tự tổ chức chuyến đi riêng lẻ. Tận dụng điều này, một số doanh nghiệp chuyển hướng xây dựng những gói dịch vụ cung cấp cho khách hàng tự đi du lịch. Tôi sẽ xây dựng những cái gói sản phẩm cho khách hàng tự đi, nhưng mà có thể là cung cấp thêm dịch vụ hướng dẫn viên, hoặc là thậm chí khách hàng ngại sử dụng xe chung thì có thể là khách hàng sử dụng phương tiện vận chuyển của mình, chính bản thân mình, nhưng mà chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn viên cũng như là lái xe trong cái hành trình của mình để khách hàng có thể chủ động trong chuyến đi của mình, nhưng mà đảm bảo được cái tính riêng tư. Hiện nay, ngành du lịch cũng liên tục triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp lữ hành vượt khó.
Bên cạnh hỗ trợ về thuế thì các hoạt động quảng bá, kích cầu vẫn được đẩy mạnh, đặc biệt là phát huy thế mạnh các bên trong liên kết du lịch với các tỉnh thành trong cả nước. Trong cái giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, ngành du lịch vẫn không ngủ đông. Ngành du lịch vẫn chuẩn bị sẵn sàng những giải pháp, những sản phẩm để khi dịch được kiểm soát thì kích cầu trở lại, tổ chức lễ hội trở lại, tổ chức sự kiện trở lại để khơi dậy động viên lại cái nguồn lực của ngành cũng như để quảng bá thu hút khách đến và để truyền thông về điểm đến. Tiếp tục thúc đẩy cái liên kết giữa các địa phương, các vùng miền để tạo ra những cái chuỗi cung ứng mới. Những chuỗi cung ứng này nó thích ứng được với cái bối cảnh mới hơn là trong phạm vi một địa phương. Bởi vì các cái vùng miền nó có sự khác biệt, nhưng khi kết nối với nhau nhờ ứng dụng công nghệ thì nó tạo nên cái sự hoàn hảo trong cái chuỗi cung ứng du lịch. Có thể nói dịch Covid-19 là liều thuốc thử đặc hiệu đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành du lịch nói riêng, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các doanh nghiệp lữ hành nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu để từ đó có những điều chỉnh kịp thời về chiến lược phát triển để tận dụng tốt cơ hội do khủng hoảng tạo ra. Với quyết tâm, sự quyết liệt của chính phủ và sự vào cuộc của các doanh nghiệp, địa phương, hy vọng ngành du lịch sẽ có những bứt phá trong giai đoạn hậu Covid-19. Tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã thông qua nghị quyết về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở, nhưng không được xác định là đất ở khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết được người dân đồng tình cao và mong muốn sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp là nơi có nhiều hộ nằm trong diện thu hồi đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở, phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45. Khung giá bồi thường đất nông nghiệp gắn liền với đất ở trước đây là khúc mắc chính của công tác giải phóng mặt bằng nơi đây. Do vậy, mọi người đều vui mừng, phấn khởi khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết nâng mức hỗ trợ đối với loại đất này. Chúng tôi là diện tích thổ nó rộng, nhiều nhà tức là diện tích người ta ít. Giờ đất là phải đổi đất ra kia, phải mua đất. Mà trong đó thì đền cái giá nó, mặt bằng giá nó thấp quá. Thì ra đấy không đủ tiền làm nhà, nhiều nhà không đủ tiền để mà làm nhà mà. Đấy, cho nên là nói vậy thôi, khi dự án vào thì nếu không có dự án thì chúng tôi vẫn cứ sống suốt đời như này thôi. Hội đồng tỉnh họp mà nâng cái giá lên thì chúng tôi là rất phấn khởi. Làm sao cho nó hợp tình hợp lý để dân chúng tôi đã thiệt thòi. Gia đình ông Trần Văn Hảo thuộc diện bị thu hồi cả đất ở và đất nông nghiệp gắn liền với đất ở. Trước khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, mức hỗ trợ theo quy định cũ là 100.000 đồng cho mỗi mét vuông đất nông nghiệp gắn liền với đất ở khi thu hồi đất. Theo các hộ dân, mức hỗ trợ này là quá thấp. Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ mới là bằng 50% chênh lệch giữa giá đất ở với giá đất nông nghiệp cùng thửa với đất ở do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất. Quy định này sẽ nâng mức hỗ trợ tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Nâng được cái giá hỗ trợ cho dân và bồi hỗ trợ cho dân được như vậy là chúng tôi quá phấn khởi. Mà có như vậy thì chúng tôi mới yên tâm ra đi cho đỡ khó khăn. Chứ còn nếu mà áp giá 100.000 mét vuông thật rất khó khăn. Nhà chúng tôi cũng tiếp tục là thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động để nhân dân sao đẩy nhanh cái tiến độ là giải phóng mặt bằng, là ra nhận khu ở đất mới để bàn giao cho đúng theo tiến độ của nhà nước để thực hiện cái dự án đường cao tốc Bắc Nam. Thì đây nói chung là cũng sự phát triển chung của đất nước. Nghị quyết được ban hành thể hiện chủ trương đúng đắn, kịp thời của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, tạo khung pháp lý quan trọng trong thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, thi công các dự án trên địa bàn tỉnh. Do phải áp dụng các biện pháp cách ly, khoanh vùng, dập dịch tại Hải Dương đã khiến cho nhiều mặt hàng nông sản ở đây không thể tiêu thụ được. Trước tình trạng đó, một số cá nhân, tổ chức thiện nguyện đã và đang kết nối với bà con nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp của địa phương này để giải cứu nông sản. Đây là chuyến hàng đầu tiên cập bến tại Ninh Bình, bao gồm 10 tấn rau củ quả các loại được một hộ dân ở thành phố Ninh Bình kết nối với nông dân Hải Dương đứng lên vận chuyển và tiêu thụ. Với giá bán 5.000 đồng 1 kg ổi, 15.000 đồng 10 củ su hào, 70.000 đồng 10 kg ngô, chỉ sau một vài giờ đồng hồ, lượng rau củ quả đã tiêu thụ gần hết. Hiện tại là rất nhiều hộ nông dân ở Hải Dương đang cần cứu trợ như su hào này, củ cải này, bắp cải này, cà chua này, trứng này. Nên là rất cần sự chung tay ủng hộ của nhân dân. Giá cả thì hiện tại bây giờ là tỉnh tại địa điểm tại Hải Dương ấy là đang lên. Nên là
cũng vui mừng cho nhân dân là giá cũng lên đấy, để cho nhân dân cho nó đỡ một phần đi. Ngay từ rất sớm tại số 257 đường Nguyễn Huệ, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình đã rất đông người dân đến mua nông sản, hỗ trợ bà con nông dân tỉnh Hải Dương. Người ít thì 3 đến 5 kg, có người mua vài chục kg. Thì tôi cứ mua nhiều vậy, ăn nhà thì có ít người ăn mà. Ăn ở quả nào ăn, còn gặp bạn bè, anh em, họ hàng ai thích thì cho, biếu. Người ta xa, người ta không biết chỗ nào bán. Mình gặp được thì mình mua, giá không quan trọng, giá nào cũng được. Chúng tôi đã gọi là ủng hộ thì giá nào tôi cũng chấp nhận. Hiện tại, việc bán lẻ thông qua các cá nhân và nhóm tình nguyện chưa thể giải quyết toàn bộ lượng lớn nông sản ở Hải Dương, nhưng sự tham gia giải cứu cũng được coi là một điểm sáng trong việc giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, thể hiện truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngay từ đầu đợt dịch, 4 đơn vị tại Việt Nam đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine. Trong số này có 2 đơn vị gồm công ty Nanogen và Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC đang thử nghiệm trên người tình nguyện. Đặc biệt, Việt Nam cũng đã khẩn trương nhập khẩu vaccine để triển khai tiêm chủng trên phạm vi cả nước, mức độ ưu tiên tiêm từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp. Nanogen là đơn vị đầu tiên hoàn thiện quy trình nghiên cứu đạt được hiệu quả cao trong thử nghiệm tiền lâm sàng. Cho đến nay, đi được gần 1/3 quá trình thử nghiệm vaccine lâm sàng trên người đạt hiệu quả an toàn. Vaccine do Nanogen nghiên cứu, sản xuất dựa trên protein tái tổ hợp. Vaccine này được đánh giá có ưu điểm rất lớn, đó là tạo được đáp ứng miễn dịch tốt, độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và điều kiện bảo quản thuận lợi hơn nhiều loại vaccine khác. Tức là đầu tiên là liều 25 microgram, sau đấy 50 microgram và tiếp theo. Thế và đấy chúng tôi phải dò liều trên tinh thần là an toàn là cao nhất. Thì chúng tôi đã làm rất đúng các quy trình, một quy trình đã được Hội đồng Y đức của Bộ Y tế thông qua. Covivac là vaccine ngừa COVID-19 thứ hai do Việt Nam phát triển được đưa vào tiêm thử nghiệm trên người. Vaccine Covivac sử dụng công nghệ protein S của virus SARS-CoV-2 được sản xuất trên công nghệ trứng gà có phôi. Đây là vaccine đã thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ và Việt Nam. Kết quả cho thấy tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm đạt đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn để có thể tiến hành nghiên cứu trên người. Mặc dù công nghệ Nanocovax khác với công nghệ của vaccine Covivac vì có hàm lượng kháng nguyên khác nhau, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ và chống lại SARS-CoV-2. Công nghệ của Nanovac thì nó khác với công nghệ của vaccine Covivac. Bởi vậy cho nên là mỗi công nghệ người ta có những cái hàm lượng kháng nguyên khác nhau. Thế và đối với vaccine Nanovac thì cái, nếu mà chúng ta xem cái hàm lượng kháng nguyên thì cao hơn so với cái vaccine Covivac, thì chúng tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng đến những cái tính chất của kháng nguyên cũng như là của cái vaccine đó. Với mục đích cuối cùng là chúng ta có những vaccine mà có thể tạo được đáp ứng miễn dịch. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vaccine AstraZeneca đang được nhập về Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới tiền thẩm định chất lượng. Đây là tình huống khẩn cấp nên Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị để tiêm vaccine này cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng nguy cơ theo đúng kế hoạch. Vẫn tiêm cho đối tượng nguy cơ đó, nhưng người ta thiết kế để làm sao theo dõi và vẫn đánh giá được, chứ không phải là tiêm ồ ạt ra mà không theo dõi. Và đấy là cái cách làm khôn ngoan, chúng ta vừa chống dịch được mà chúng ta vừa kiểm soát được độ an toàn. Việc tiêm chúng ta phải có được cái miễn dịch cộng đồng ít nhất 70% dân số thì chúng ta mới đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Theo Bộ Y tế, ngoài vaccine của công ty AstraZeneca, Việt Nam đã đặt mua 30 triệu liều và được COVAX viện trợ 30 triệu liều cho năm 2021. Nếu muốn có đủ vaccine cho mọi người dân có chỉ định có vaccine tiêm chủng, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine trong năm nay. Về cơ bản, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ miễn phí giống như tiêm chủng các vaccine phòng chống dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Bên cạnh đó, vẫn có một phần nhỏ là vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết cả nước không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Việt Nam đã chữa khỏi 1.804 bệnh nhân, trong đó hơn 80% khỏi bệnh sau hơn một tuần điều trị. Tính đến 6 giờ hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 1.513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay 820 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 88.583.
Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tình hình thị trường, giá cả các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là sản phẩm thịt lợn đã được đảm bảo về nguồn cung, giá ổn định ở mức hợp lý. Với những điều kiện thuận lợi, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, năm 2021, ngành chăn nuôi đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân, đạt khoảng 5-6%. Mục tiêu trong năm 2021 này, sản lượng thịt các loại đạt khoảng 5,7 triệu tấn, trong đó thịt lợn đạt 3,67 triệu tấn, thịt gia cầm đạt 1,5 triệu tấn, thịt bò 395.000 tấn, sản lượng trứng đạt khoảng 15,6 tỷ quả, và sản lượng sữa đạt khoảng 1,21 triệu tấn. Hiện Cục Chăn nuôi cho biết sẽ tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, và dập tắt ngay những bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện còn trong phạm vi hẹp như viêm da nổi cục trên châu bò, tích cực phối hợp xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nhất là vùng nguyên liệu phục vụ cho xuất khẩu. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.